Hello, 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 hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha. Thì nhìn chung thì con game này thấy quen quen, nhưng mà méo nhớ ha. Đây là đó, chọn đồ, trang phục đồ cho nó ha. Gương mặt đồ có chấm hay không chấm, rồi tóc cao, tóc ngắn, da ra sao đó, tóc đỏ, ok. Thiệt nhìn con này quen lắm mà Heo không nhớ là nó tên gì. Anh em nào biết nó tên gì thì inbox cho Heo với ha. Không thì để là bình luận ở dưới phần bình luận ha. Ok, ok. Rồi con này con gì đây? Ok, ủa vừa vô là cho luôn VIP hả? Thiệt không, thiệt không, thiệt không? Vừa vô là có VIP luôn hay gì nè? À, online, online là chúc chúng ta sẽ có VIP ha. Ok, ok, chờ thôi còn bây giờ đi làm nhiệm vụ cái đã anh em ơi. Ok, bưởi ơi, tới luôn nè. Gì à, đụng má không thấy đánh gì hết, đi ngang à, mấy con kia té xỉu hết là sao? Ok, chúng ta chưa có kim nguyên bảo gì hết ha. À đây có hư nè anh em. Này là bông mà chứ đâu phải kim. Đây 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 đây, vé tại, vé tại. Ok, game này mới ha, chỉ có đang có 3 server thôi nha anh em. Ok, một nùi luôn, có vé tại luôn. Hôm rồi, hôm rồi, hôm rồi. Anh em nào nghe thấy mùi hôm ha. Đó. Chứ heo là heo ngửi thấy mùi thơm rồi nha. Ok, tung chat để cái hình cái mặt con mèo lên đó hả? À, ok, ok. Đâu rồi, cái túi nó nằm ở đâu ta? Đây, hình như là cái túi đây, 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 đây. À, 1000 kim nguyên bảo. Rồi 50. Rồi ở đây là 30. Ở đây là 10. À, chúng ta cắn được cái 10. Còn mấy cái kia là phải lên level mới mở được nha. Ok, ok anh em. Rồi, rồi, rồi. Tổng là phi hơn 1000 kim nguyên bảo nha anh em. Đó. Hay vậy là thấy ngon rồi. VIP thì đó. Mở luôn VIP nè. Trời ơi. Ê, mua được không? Chết mẹ, mua rồi chút thiếu kim nguyên bảo thì sao ta? Đây, đây, đây. 2 phút nữa sẽ mở tiếp VIP cho anh em ha. Ok, ok. Rồi rồi, vậy là hiểu cơ cấu rồi ha. Online để nhận VIP và quà nạp ha. Rồi kim nguyên bảo và vé tệ thì lên level sẽ được mở ha. Đó. Ok, ok, đồ họa game khá là đẹp. Sao mà đánh méo ấy? À đồ quá, nó bị lắc hả? Cái này chắc phải Fire EB quá. Đồ họa khá là đẹp nhưng mà con bộ nó cũng khá là nặng ha. Để mở cái. Chết mẹ. Đầy rồi, đầy rồi. Đã bảo rồi mà không nghe. Xài một cái hồi nãy mua cái kia đó hết mẹ luôn. Đậu vọng con cóc. Cái này chắc có năng động hay cái gì nè. Nếu mà ấy thì nó sẽ có năng động để mà lên VIP tiếp chứ. Đây vé tệ này là level 125 là chúng ta sẽ ăn được 1000 tệ ha. Ok, ok. Nếu mà đúng thì treo khoảng ngày trời là nó cũng lên nè anh em. Tại vì server này là server mới mà. Còn khoảng 1 phút 30 giây nữa là chúng ta sẽ nhận được VIP nữa nè ha. Ok, ok. Đây, mở bet. Chưa, 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 chưa mở được. Nè. Chờ thôi, ủa nãy thấy có cái ngoại trang mới mà ta. À là ha, phải vô đổi ta. Đồ má, phải mở ra mấy cái đó nữa. Wow. Game này cũng cả một vấn đề đó nha. Cái này cái gì vậy ta? À đánh phó bản, phó bản. Ồ đánh phó bản rớt kim nguyên bảo kìa anh em. Ok, ok, vậy cũng được ha.
tính ra nó không có cạn tàu ráo máng quá. Đó, đồ đồ nộ lên nè anh em. Vải thì chớ nộ đi tới đâu coi nè, nó giết tới đó. Trời ơi. À nộ là kèm theo một thần ma phía sau lưng đó mà. Lực chiến này làm nhiệm vụ cũng khá là ổn áp ha. Vậy là cũng ok, ngon. Hôm đó anh em, hôm đó 8 giây nữa. Đó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở. Đâu rồi, cái nào vậy? Má mới thấy con cái đây nè. Đó. Mở VIP tiếp, trời ơi. Mở nữa, trời ơi, ok, lắc hả? Đậu phụ. À, lắc, quẻ. Quẻ cái quần quẻ. Rồi, ok rồi, xong cái đó rồi. Còn mấy cái kia thì sao bấm vô méo được. Trời ơi trời, ta đâu có mua đâu. 4 phút nữa là chúng ta sẽ lên VIP tiếp ha. Ok, để thử coi 4 phút nữa nó có lên nữa không, hay là nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vì là hồi nãy giờ chúng ta mới có level 22 rồi hả. Nhưng mà đồ họa game khá là đẹp ha. Con này thì nếu mà phay MP và nuôi dạy đầy đủ thì có bộ khá là ngon á. Hy vọng trong tương lai thì nó sẽ đến Việt Nam và Việt hóa ha. Chứ mấy con này mà đến Việt Nam rồi mà mở bản thâu mà có Việt hóa nữa luôn là khá là ngon luôn. Trời ơi, rất là ổn áp luôn nha. À đây con bé của chúng ta nè anh em. Vẫn chưa thấy có hiện tượng của một con thú cưỡi hay là một cái cánh nào nha. Level gần 25 rồi. À đây nè, 30 là chúng ta sẽ có cánh. Ok, vậy thú cưỡi nằm đâu ta? Nếu tính cái đà này thì anh em lên level khá là nhanh đó anh em. Nếu mà cài cuốc thì chắc cả một ngày thì nó cũng lên được. Nãy gì vậy? À, quà nạp, hình như là quà nạp. Đấy gì vậy? Đây là shop kim nguyên bảo anh em. Bán thú, bán đồ rất là nhiều nè. Hồi nãy mua hết mẹ nó, nãy 50.000 kim nguyên bảo lần á. Má ăn cái hết luôn. Ơi tính ra hồi nãy là như nếu mà 5.000 kim nguyên bảo thì để coi 5.000 thì 10.000 đâu 50.000 chứ giờ chúng ta còn đang ngàn nè. 10.000 mà chúng ta còn khổ lòng 10 tệ mà được 50.000 thì chúng ta thêm vô 2 số 0 nữa. Đụt má được cả triệu á chứ. Cắn cái vé 1.000 tệ đó là được cả triệu kim nguyên bảo chứ không ít đâu anh em. Wow. Có triển vọng nha. Ok, còn đây là quay ra mảnh hả? À, có vé free anh em. Có vé free là được rồi. Trời ơi á, chơi game mà thấy free là chơi thôi. Gì nữa đây? Có gì ngon không? Đụt má cái hư ngõ hả? Trời ơi, vậy không biết hỏi luôn đi, ta đâu có cần đâu trời. Ta chỉ cần là mở lên khuyến mãi hay là cho gì đó. Hay gì đây? Quà điểm danh. Ê, quà điểm danh. Vé tệ đúng không? Không, đó không phải vé tệ, giữ nè nè. Đây, hình như đây là mở ra được ngẫu nhiên nè. Đó, thấy chưa, đăng nhập 7 ngày được 10 tệ nè. Đó, 14 ngày được 30 tệ tiếp. Rồi 21 ngày được 50 tệ. Đó, đồ mã tính ra cả tháng để coi. 300 với cái này 100 nữa, hai vé lận em này, hai vé là 100 nữa là 400. 400 với cái này 60, này hai vé luôn nè. 408 nha. Ok. Cũng ổn áp đấy. 408 cho một tháng. Ok. Ủa cái này phó bản hả? À chắc là phó bản. Quét phó bản. Chắc
đây là chỗ nhập code nè. Ok, để Harry lấy code coi. Code cũng được có 5-6 cái anh em. Đó, 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 đó. Ok, ok, đúng chỗ nhập code rồi hả? Ok, ok, chúng ta sẽ nhập code vô hết ha. Rồi chút rồi chúng ta sẽ xem lại sao. Má nhập code xong phải enter. Dư là phải làm lại. Chỉ có 5 cái code thôi nha anh em. Ok. Đồ lại có thêm một cái khung chat nữa. Khung này có bộ ngon hơn nè. Có đồ má để cái nhang giữa là đẹp luôn. Nãy gì ạ? Cái gì mà nó quay hoài vậy anh em? Hẻo không biết cái này là cái gì luôn. Nhưng thôi kệ mẹ nó đi. À, đây, đây, đây. Ủa, cái cánh này làm sao mà đeo vô ta? Đó, 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 à, đeo cánh vô rồi. Level 35 luôn rồi, đồ. Đây, 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 online nè. Đó, nhận quà nữa nè. Đó, nhận luôn cái quà VIP ha. Này là còn 8 phút nữa, 8 phút nữa sẽ nhận được một con thú cưỡi ha. Rồi thì cái này Heo nghĩ là cũng khá là dễ ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Link và thông tin này nọ nằm ở dưới phần miêu tả ha. Đó, anh em nào có chơi thì tải về. À, đục má gì ạ? Ê, như có vé tệ kìa, mới bấm vô một cái nó chạy ào ào vô kìa anh em. Đấy, 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 đó mới cắn được vé tệ nữa kìa. Không biết là vé mấy tệ thôi. Đậu xanh. Ok, ok, vé tệ nhóc luôn. Đồ mà xung quanh là tệ. Theo nghĩ là trong năng động ngày nó chắc cũng sẽ có tệ hay cái gì đó chứ đúng không? Cái năng động ngày nó nằm đâu ta? Đồ mà quay à, quay một lần nhân 10 hả? Thôi bỏ qua đi. Khó quá bỏ qua. Rồi thôi ha. Link Heo để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Thì con này thì làm nhiệm vụ sẽ lên cấp ha. Và lên cấp chúng ta sẽ cắn được cái vé tệ ha. Quy đầu game là hơn 1.000 tệ. Rồi đăng nhập mỗi tháng thì cũng được 300 mấy tệ. Mà Heo chưa tìm được cái năng động ngày anh em. Theo nghĩ là trong cái năng động ngày thì nó chắc sẽ cũng có vé tệ hay là cái gì đó ha. Nhưng mà tạm thời thì chưa tìm thấy cái năng động ngày. Có gì anh em tìm hiểu thêm ha. Rồi, còn lại thì thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, online là sẽ lên VIP nha. Ok, 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 bye bye. Đột má rồng đẹp.